Ok, hello mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình. Hôm nay anh em mình lại khá là thèm gỏi và vừa nghĩ ra một cái món mới mà anh em mình cũng chưa thử bao giờ cả. Đó là món mực tươi, mực sống nhá. Đáng nhẽ ra người ta ăn gỏi mực ấy, là sẽ phải mực tươi. Nhưng mà đây là anh em mình mua mực không phải đóng đá mà kiểu như là họ cho lên bắt cỏ thuyền cái xong bắt đầu cấp đông đem về đây ấy. Nhưng mà anh em mình sẽ ăn mực theo phong cách gỏi cá như kiểu gỏi cá rô phi mà gỏi cá ba vì mà anh em mình hay làm. Đó là sẽ có rất là nhiều loại rau nhé mọi người nhá. Đây cực kỳ nhiều rau. Trong nơi thì có khoảng tầm 7 loại rau, từ lá đu đủ này, lá sung này, lá mơ này, he hở này, lá nhội này, đinh lăng này, gì nữa nhỉ? Đinh lăng lá. Đấy, mấy loại rau đấy, quên mất rồi, tự dưng quên mất tên. Và đặc biệt là sẽ ướp thính nhá, ướp với thính này là gạo rang tí nữa. Bình thường ấy, khi ăn cá gỏi cá ba vì là phải làm khô con cá đi. Bây giờ mình sẽ làm khô con mực. Khô con mực xong thái miếng ra trộn với thính. Mình sẽ làm khô con mình sẽ làm khô cái dâu này đi nhá. Thử ăn một con trước đã. Đấy, con này tạm thời cất. Nếu mà ngon thì anh em mình chiến hết luôn rồi. Thử xem. Tại vì dâu mực thì thường nó rất là giòn. Dâu em mực nghĩ là cái phần sẽ... ngon nhất là cái phần dâu mực đấy anh ạ. Mình sẽ làm khô nó đi. Khô thì nó sẽ không tanh như thế. Có ướp chanh không? Thử cái chừng 2 loại nhá. Tí nữa cứ cắt ra đã. Ai ăn thích ăn chanh thì sẽ ướp chanh. Còn không thì sẽ... Ok. Đấy đây. Cái này nhìn đấy. Ăn sống mực luôn nhá mọi người nhá. Ăn sống mực là... Thử nhé. Con tự như cả nước bổ lá liếc ăn đồng hoàng. Ngon. Thử vẫn ăn được. Kiểm trả trì. Đấy, tạm thời là làm khô rồi nhá, lau khô cái đĩa rồi đi. Tí nữa mình sẽ lọc cá. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái dấu à? Ta viết chữ à? À đâu? Không biết cái gì không? Ủa, cái này là tiến lột da nó ra. Cái ra, đấy, mình làm ướt. À, bây giờ mình sẽ thái cái dâu này ra thành từng miếng nhỏ để ăn gỏi nó nha mọi người nhá. Đấy. Cho vào đĩa để tí nó trộn thính. Không biết là ăn sẽ ngon như cá không. Cá hôm nay anh em mình cũng chuẩn bị cả cá. Để lỡ và mực mà không ok thì anh em mình sẽ ăn cá. Không gì. Lột da ra nhá. Tí nữa đường nào mình cũng trộn thính mà mọi người. Trộn thính nó sẽ hút hết cả nước miếng đi mọi người ạ. Thế nên là chắc là nó sẽ... mình cắt cho anh quả chanh. Chanh á? Ừ. Ok. Khả năng sẽ sát chanh. Đây chanh đây. Đây sau mít đây này. Okay. Khả năng sẽ sát chanh cho nó đỡ tanh. Cho nó đỡ tanh đi nhá mọi người nhá. Đấy, đi đầu ấy. Đấy. Để đợi mà dịu mà đấy thì chắc đến một quýt sang nằm rồi. Đấy, thấy chưa? Sát chanh có đỡ tành một mực. Thì sẽ lau lại. Quả chanh khiếp không? Như kiểu là quả quýt luôn mọi người ạ. Này, xuống không? Như quả cao quả quýt to thế. Cái món này làm được cẩn thận là ngon. Mình nghĩ là cái món gỏi cá kiểu bình thường mà anh em mình ấy làm ấy nó đã ngon rồi, bằng con rô phi này, con cá mè này nó đã ngon rồi, làm hẳn mực với hải sản nữa thì kiểu gì cũng ngon, cũng ngon chân cũng ngon, gọi là ngon ngon ngọt giòn mực
khá là giòn. Ăn sống hoàn toàn nhé mọi người. Tính chất làm khô con cá mọi người ạ, mà thơm, ăn nó thơm lắm. Má sẽ không không ăn chấm xì dầu mù tạt mà ăn theo đúng phong cách gỏi cá bao bì luôn. Làm sao để cho nó hết ướt đi. Đây là ok rồi. Đấy, nó như kiểu thịt lợn rắc thính ấy đấy. À, ok. Và cái món này sẽ ăn với lại cái nước đây. Cái bổ này. Cho mọi người xem. Ấy, hôm nay không lấy đũa thì rắc bằng cái gì? Rửa tay đi. Lấy thìa anh ơi. Ở chỗ này là chỗ suối nhá. Ở đây có thìa rồi. Không biết là nó có bị ổn không? Ngồi đây nó mát. Rồi bây giờ sẽ ăn thử cái mực về trước nha. Vẫn ăn như kiểu gỏi cá ba vì những cái rau này. Những cái rau này nhá mọi người nhá. Đây là tất cả các loại rau mà nó chống được gọi là đau bụng, chống tiễ. Một miếng dâu này. Hai miếng dâu là mình sẽ ăn dâu trước và ăn đuôi, phần đuôi trước nhá. Phần đuôi nó giòn. Ăn phần nhiều một tí, đuôi đâu hết rồi. Ok nhá. Không tanh đâu. Không tanh, mình thử một chút. Và tiếp theo. Ui. Đấy, để cho để nó hơi chậm một tí. Đó. Đây. Đây, cái quan trọng nhất là cái nước bổ của mình này. Nước này là bao gồm lòng cá này, mẻ này, mật cá rô phi này và một số gia vị khác nữa mọi người nhá. Đó. Chan vào. Chan vào rồi. À, chan vào. Rồi. Mực. Chan nữa. Mực thì vẫn là sống. Nhưng mà... Này, anh này, chan vào. Đấy, mực bây giờ nó sẽ hết cái kia đi nhá. Nhìn nó lại tươi trở lại rồi. Đấy. Thử xem nào. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon rồi. Rồi nào, em phải thử biết được. Xem vào đây cá nó mọi người ạ. Mọi người đừng thắc mắc đây là cái gì nhá. Run ấy, run. Ngon nhá mọi người nhá. Được, đáng nhẽ ra quên mất. Phải dùng hai loại. Ngon hết mọi người ạ. Nó chỉ thay thế vị gọi là nếu con cá ấy, nó béo nó mềm thì cái này nó thơm ngọt mà nó hơi dai dai mọi người. Thì cái trồng sống mà ngâm này nhá mọi người nhá. Đây thử cái sống nguyên này cho vào đây chắc là thử chính vào bỏ đi. Không ngon mới cả cái dâu. Quên mất. Đáng nghĩa ra đây này. Tặng người là bỏ cái này ra đã. Đúng rồi. Ngon hết rồi ạ. Phải lọc cả con cá này để lấy về so sánh. So sánh giữa cá với mực nhá. Đây, lấy phần này. So sánh giữa cá với mực. Chứ còn bây giờ mà bảo là ăn mực không thì lại nó sẽ không giống người lắm. À không so sánh được. Lọc lấy phần thịt của con cá này. Cái này là mực mà để đã ngâm chanh rồi nha mọi người.
Rồi. Đó. Sẽ lấy cái phần này để so sánh. Cho nó khô khô một tí đi. Cho khô thế này. Hảo ạ. Lau khô con cá đi. Tao lá rồi. Mấy cái lá này ăn vừa ngon mà lại còn chưa công dụng đặc biệt. Không bao giờ đi ngoài mọi người nha. Ok nhá. Bây giờ sẽ thái cái con cá này ra. Sống chăm chăm nha mọi người. Thường thì ăn gỏi cá kiểu này thì ăn cá mè nó sẽ ngon hơn. Đấy. Muối. Ta tìm muối ở đây. Trộn luôn trên thớt luôn. Muối, ít đâu. Đây. Thôi, xí thôi. Rồi. Thế. Nào, ra vào. Nào, nữa đi. Nữa đi. Nữa. Nữa. Nữa đi. Nữa. Rồi, ok. Nữa. Rồi. Ok. Ok nha mọi người nhá. Đấy. Đây sẽ là gỏi cá này. Đây sẽ là cá sống này. Còn đây sẽ là mực sống này. Sẽ ăn mỗi cái mỗi thứ một bát để xem cái nào ngon hơn nhá mọi người nhá. So sánh cách so sánh tốt nhất là ăn riêng từ cái loại này. Rau 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 giờ chuẩn bị cá nhá. Món trở trường của mình là cá luôn kìa. Cá ăn gỏi hết rồi đấy. Tụ nó lên này. Tụi nó lên này. Cái nước này nó bỏng, nó đã tái tái con cá rồi mà. Cực bỏng nó mà bỏng. Nó chua nữa. Nguội tanh, nguội ngắt rồi còn bỏng. Ăn gỏi này, ăn nước bỏng sẽ không ngon bằng nước thường nhá mọi người nhá. Ủa cất cá không nhá. Ủa. Ủa. Ai hốt mà. Ai cá chỉ phá hoại. Mê. Tại vì đóng rồi nó vào nó. Cướp anh em mình cuối cùng là thôi được thêm miếng cá nữa ăn gỏi nó phải như thế nào nữa được nhá. Được chậm chắc rồi đấy đi mời mọi người cá ngon hơn. Giờ phải thử mới biết được. Đúng rồi nhỉ. Cá ngon hơn. Cá ngon hơn. Rồi sẽ cho thêm đây nha, vẫn còn cá trong này nhá. Cá nó mềm, nó thơm, nó ngậy, ăn nó sướng lắm mọi người. Vẫn còn cá trong này. Sẽ trộn cả mực vào. Đã lắm. Một miếng mực này. Hai miếng mực này. Trộn cả mực vào để ăn một miếng cá này. Rồi, một miếng mực này. Gom vào. Ăn thử xem chất chất luôn. Nào,
cá vẫn ngon hơn mọi người. Mực này chỉ hợp với lại hấp thôi. Mực này đúng thật chỉ hợp với hấp thôi. Còn cá mới là gỏi ngon nhá mọi người nhá. Mực không ngon. Mực hấp để về rửa đi hấp lại. Còn cá này. Cá là ăn gỏi ngon nhất. Tuyệt vời nhất. Ngon.